Lão bản Lý Hảo. Tôi tên là Lưu Văn Hà, năm nay 37 tuổi, tôi cao 1m65, nặng 58 kg. Nhà tôi ở Thái Nguyên. Tôi đã kết hôn rồi. Nhà tôi có 6 người, gồm có bố mẹ, tôi và 3 đứa con. Tôi muốn đến Đài Loan làm việc để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Sì, la va.